Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đầu xuân là dịp nhiều người dân đi tham quan chiêm bái tại các lễ hội với tâm thế phấn khởi, cầu cho một năm bình an may mắn. Tuy nhiên, kéo theo đó là thực trạng rác thải phát sinh ùn ứ, được vứt ngổn ngang bừa bãi, gây mất mỹ quan về môi trường, ảnh hưởng đến hình ảnh nét đẹp của lễ hội. Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm tham quan chiêm bái trên địa bàn tỉnh. Mỗi người dân, du khách đến lễ hội đều mang theo những đồ lễ, hoa quả và cả đồ ăn, hầu hết đều đựng trong túi nhựa. Sau khi sử dụng, chúng được vứt ngay xuống đất, lề đường. Vì vậy, xung quanh lễ hội không khó để bắt gặp các loại rác thải như vỏ nhựa, túi ni lông, vỏ hoa quả, bánh kẹo tràn lan. Chính về những cái suy nghĩ chủ quan cho nên một số bạn thấy người khác vứt rồi thì mình cũng tiện tay mình vứt theo. Cái đồ chung thì nhiều người không giữ gìn, những cái bạn thanh niên giới trẻ bây giờ là thuốc lá hút xong cũng vứt ra, giấy bóng gói chai nước nhựa, giấy bóng gói những đồ lễ cũng vứt theo. Cái ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh và môi trường cho các du khách đến tham quan và mất cái cảnh mỹ quan của nơi linh thiêng. Rác thải bừa bãi này nó rất là mất mỹ quan. Bây giờ đền chùa mọi người mình đi tham quan lễ chùa đầu năm nhìn cái cảnh này cũng không hay lắm. Lễ hội cũng là dịp để hàng loạt các dịch vụ buôn bán ăn theo như đồ ăn uống, vui chơi giải trí với hàng chục sạp hàng lớn nhỏ xung quanh. Tuy nhiên, thói quen tiện đâu vứt đấy của một bộ phận du khách, người dân khiến cho các khu vực này trở nên bừa bãi, mất mỹ quan. Thêm vào đó là ý thức của nhiều chủ cửa hàng cũng chưa cao do thói quen lạm dụng hộp xốp, vỏ nhựa, túi ni lông còn nhiều. Bia này xong vừa bộn đấy. Bia này là mình chưa ngồi, đây là cháu mới ngồi, còn từ sáng là vẫn bày nguyên xi như này, cháu chưa kịp dọn. Đây là những người kia là người ta bày trước ạ, chứ không phải là cháu bày ạ. Tại lễ tưởng niệm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, mặc dù ban tổ chức đã thành lập tiểu ban về vệ sinh môi trường, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bố trí thùng rác trong khuôn viên tưởng niệm và quy hoạch khu vực vui chơi, ăn uống riêng biệt. Tuy nhiên thực tế về phát sinh rác thải vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo thói quen của người Việt Nam là khi mà đi lễ hội ấy, thì thường là sẽ chuẩn bị rất nhiều những cái lễ rồi là hành trang, tư trang, gây ra là sẽ sử dụng rác rất là nhiều. Mà trong khi đó cái vị trí đặt rác còn xa với vị trí của mọi người đi nên là thường là mọi người tiện đâu để đấy. Nên gây ra nó có tình trạng là rất nhiều rác tồn đọng vì cái số lượng đông. Trong khi đó thì thói quen của một số người, người ta sử dụng hàng ngày thì cái ý thức xả rác này tôi nghĩ không chỉ ở lễ hội mà rất nhiều nơi là cũng hay xảy ra cái tình trạng như thế này. Theo Nghị định số 45 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các hành vi vứt rác thải trên vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng, vứt rác thải nhựa như chai, lọ xuống ao hồ, kênh rạch có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng tùy từng mức độ vi phạm. Trưởng công an xã có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên thực tế việc xử phạt các hành vi này vẫn còn hạn chế, nhất là tại các lễ hội như hiện nay. Để lễ hội thực sự là ngày hội và lưu lại những hình ảnh đẹp trong mắt người dân, du khách, thì bên cạnh việc thu gom, xử lý và giữ gìn vệ sinh môi trường của đơn vị chức năng, các địa phương, thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức, không nên tiện tay hay tiện đường để vứt, xả rác bừa bãi. Qua đó dần hình thành thói quen tốt trong giữ gìn và bảo vệ môi trường và rác thải sau lễ hội không còn là một thông lệ như hiện nay. Thưa quý vị, chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin tạm dừng tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.